Hello, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chiều hôm nay trên đường đi về Phương thấy cái chỗ này bán sầu riêng giá có 40.000 một ký, nên ghé vào ghi nhận lại chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Ở đây ngay ngã tư Bảy Hiền luôn nha cô chú anh chị, đường Hoàng Văn Thụ. Chị gái ngồi bán quá trời sầu riêng luôn. Chỉ có 40.000 một ký thôi, để cái lo nè. Ai đi ngang nghe thấy cũng ghé vô coi cô chú anh chị. Ở đây chỉ có bán thêm đu đủ chuối. Có đu đủ chuối nữa nè. Nghe rau sầu miên cái mơn 40.000 một ký. Nãy giờ bán cũng nhiều, hình như hết loại 40 hay sao đó. Nãy giờ chị kia mua không có nữa, còn lại 45.000. Nhỏ xíu coi chỉ cười là ngon. Còn thấy nhiều cơm sữa đó nha. Đứng lựa này nè. Ở trong đây vẫn thấy có sầu Thái nè, đi 6, sầu riêng chính hóa nữa nha. 40.000 là loại bên này nè nha cô chú anh chị, chứ không phải là bên kia đâu. Sầu Thái với đi 6 giá khác chứ không phải 40 nha. Để bạn vậy chứ không phải là toàn bộ là 40.000. Mấy trái sầu riêng nhỏ nhỏ không ha? Chín hết rồi. Thách cái nó bung ra hết trơn rồi, chín hết rồi cô chú chị. Cô kia có 5.000 không chịu mua luôn cho rồi, không biết sao. Tách hộp luôn à. Ở đây chỉ có tách vỏ hộp đó nha cô chú chị. Sầu riêng đi anh. Có sầu riêng thì có chuối đu đủ. Đó, nghe rau không? Đây khách đang lựa nè. Chị không có đeo bao tay luôn. Nhiều, chị hỏi nhiều à. 4 ký 3. Cái này cơm sữa nha cả nhà, thơm lắm, rất là thơm. Đây nhiều giá quá, khách vô mua nhiều giá lắm. Mua chuối anh, để anh cân luôn đi. Anh mua chuối rồi. Thì có bán chuối cao đu đủ. Thấy cũng ngon lắm cô chú anh chị, có khách mua ăn thử tại chỗ là chắc nó ngon. Khách vô hỏi
Thanh vừa hỏi 40 hết hả? 40 mấy trái nhỏ nhỏ. Sữa hạt lép. Đúng rồi. Còn mấy trái lớn là giá khác. Hỏi chị á. Hỏi chị. Cái loại đó 85.000 á em. Sao đó sầu thái. Khách mua quá trời luôn. Đây bán sầu riêng giá rẻ là khách người ta mua đông lắm luôn chứ. $49 à? Cái nào không ngon chị ơi? Không ngon. À, cái nào không ngon chị để lại chị không có bán nha cô chú anh chị. Nhanh tay lựa thì còn, chậm tay thì hết, còn có mấy trái à? Trái này ký nhiêu vậy? Vậy cái này ký nhiêu vậy? Chờ chút để chỉ vậy thôi, tiền cho cái chị kia. Hai người mua thối tiền. Rồi xong đủ. Ok đó. $54.000 trái sầu riêng. Không ngon luôn. Mua 85 đi ăn cho nó ngon, nó cũng có 1 kg mấy à. Chú nó lượng cái được liền. Thằng này không biết sầu riêng gì vậy cô chú anh chị. 75.000 Ủa đủ rồi chú, đủ ngon lắm á chú. Dạ.